môi trường kinh doanh hiện tại, các doanh nghiệp đều phải nỗ lực rất nhiều để có thể giúp duy trì và thích ứng với những đổi thay và những yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Và để giúp doanh nghiệp sẵn sàng với những đổi thay đó thì vai trò của L&D ngày nay được kỳ vọng rất nhiều. Tuy nhiên, L&D đang gặp phải ít nhất là 3 thách thức. Thách thức thứ nhất, những hiệu quả hoạt động của đội ngũ L&D chưa được xác định và được ghi nhận một cách rõ ràng trong tổ chức. Thách thức số 2 của đội ngũ L&D là sự phối hợp, hợp tác với tất cả các đối tác trong tổ chức khi mà triển khai những dự án, những hoạt động để nâng tầm năng lực cho tổ chức. Và thách thức số 3 là khi mà có những cạnh tranh giữa việc dành thời gian cho xử lý những mục tiêu ngắn hạn với việc phát triển con người dài hạn thì thường ưu tiên về phát triển con người dài hạn bị đánh giá thấp hơn rất là nhiều. Và với ba cái thách thức đó thì bản thân chủ doanh nghiệp cũng gặp phải những cái băn khoăn là thế L&D đang thực sự ở đâu? Giữa L&D và tổ chức dường như nó có đang quá xa nhau hay không? Và làm thế nào để khi tổ chức đang phải chuẩn bị cho một cái thay đổi lớn về chiến lược kinh doanh và cơ cấu tổ chức thì làm thế nào để giúp năng lực của đội ngũ được chuẩn bị một cách sẵn sàng? Thấy rằng là mình thích được từ khóa học này, thứ nhất là điều mình thấy mình thích được nhiều nhất luôn đấy là những chia sẻ từ những kinh nghiệm thực tế, các case study của các anh chị. Mình thấy là cái này mình có học nhiều đi chăng nữa, học gọi là học là có trình độ cao đi chăng nữa, nhưng mà tất nhiên đấy không phải là mình nói là mình, nhưng ý là kể cả những người khác thì mình nghĩ rằng là cái kiến thức và cái kinh nghiệm nó vẫn là vô biên, và nghe từ những người khác là cái cách thức học nhanh nhất, thì mình thấy thực sự là mình áp dụng và mình tiếp thu được rất là nhiều từ những người khác luôn Cũng hy vọng rằng là sau cái khóa học này thì cũng rất mong là có những cái cây hoặc là những cái tình huống hoặc những cái mà các anh chị đã áp dụng thành công ở đơn vị thì các anh chị cũng có thể tiếp tục chia sẻ cho bọn em, nhất là những cây đa cây đề như các chị Hòa hay chị lớp mình nhiều cây đa cây đề lắm á. Thì cũng mong là các anh chị tiếp tục là có những cái tình huống như thế thì các anh chị chia sẻ cho bọn em được học tập. Và kể cả như cô Hạnh, có thể là cũng có nhiều kinh nghiệm, hoặc là có thể là ví dụ cô Hạnh đi dạy ở các đơn vị, đi coach ở các đơn vị, có thể là sẽ có những cái thông tin mà nếu mà phù hợp thì có thể chia sẻ để cho mọi người cùng có cái thông tin đấy. Và mình cũng cam kết rằng là nếu trong trường hợp có những cái thông tin hoặc có những cái kiến thức hoặc là những case study nào mà đơn vị mình mà áp dụng mà thành công hoặc là tốt thì mình cũng sẵn sàng chia sẻ, bởi vì cũng chia sẻ với mọi người rằng là thực ra ở đơn vị mình thì đâu đó mình cũng thấy là mình đã áp dụng khá nhiều các cái kiến thức từ cái khóa mà này chia sẻ. Tuy nhiên thì mình cũng thấy rằng là các cái kiến thức mình có, nhưng mà có thể mình sắp xếp, mình sắp chờ nó chưa được đúng cái quy trình, hoặc là có thể áp dụng chưa đúng cái công cụ chẳng hạn, thì có thể hiệu quả nó vẫn chưa cao. Thì mình nghĩ là sau khóa học này thì đấy cũng là một cái mình học được, có nghĩa là mình áp dụng mọi thứ nó có thể là theo trình tự hơn và theo những cái công cụ thì chắc chắn nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy là cái ý thứ hai. Và ý thứ ba thì mình cũng học được từ cái khóa này, đấy là có những cái điều thực sự mình thấy nó cũng rất là đơn giản, nhưng có nhiều lúc mình cũng không nghĩ tới. Ví dụ như là mình phải đứng trên cái góc độ suy nghĩ của người khác nữa. Ví dụ các cái stakeholder chẳng hạn, hoặc là ví dụ như ban lãnh đạo ngân hàng của đơn vị chẳng hạn, bao giờ họ cũng sẽ để cái phần là kinh doanh là ưu tiên lên số 1, chứ mình đừng nghĩ rằng là kiểu đừng đào tạo nó vẫn chỉ là cả số 2, số 3 thôi. Nhưng mà mình phải tìm cách để mình thuyết phục. Mình cũng phải nghĩ rằng là trong đầu họ bao giờ họ sẽ ưu tiên rằng là cái kinh doanh đó vẫn là cả số 1. Đấy, thì mình phải đặt ra những cái quan là những cái từ khóa nhỏ nhất như thế để mình đưa cái L&D của mình nó vào cái vị trí nó phù hợp. Thì đấy là ba cái ý mà mình học được từ khóa này, và mình cũng cam kết rằng là sẽ học các kiến thức đóng góp vào cái công việc hiện tại của mình, cũng như là trong cái công việc mà và trong cái ngày đầu tiên thì mình cũng nghĩ rằng là mình cần phải nghe lại các cái trong cũng như là xem lại các tài liệu. Thì đấy là cái mà cam kết là mình thực hiện trong 24 giờ tới. Dạ, ok. Nhớ dùng được thì cũng sẽ cam kết là sẽ chia sẻ những cái mà họ rất là tâm đắc trong các khóa này. Thực ra giống như ngay từ đầu họ nói Hòa không phải là một người chuyên về L&D, và thực ra nó cũng không phải là thế mạnh của Hòa. Cho nên đâu đó kể cả việc trong quá trình mà
giống như là gần đây khi sếp nói là bây giờ em quản luôn cái trung tâm đào tạo nhé, thì rất run và không thể nào dám nhận được hết á, bởi vì nó gọi là mình quản mà mình không thực sự hiểu sâu về nó, thì nó sẽ là một cái gánh nặng của mình, và mình cũng không cảm thấy thoải mái và cũng không cảm thấy là mình mang được cái giá trị gì về cho các bạn. Nhưng mà thật ra khi qua cái chương trình này thì thực tế là mình nhìn thấy là ô, mình hoàn toàn làm được mà ta, Nhận mình có luôn thể quản được ta. mà. Và thực tế mà nói thì cái chương trình này nó giúp cho chị nhìn thấy là nó không chỉ đơn thuần là cái việc mà mình đi làm với sứ mệnh là mình làm đào tạo, mình làm về 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 L&D, mình làm về mình chỉ tập trung vào cái việc là mình phát triển có con người trong tổ chức, mà đâu đó nó dựa vào những cái mục tiêu của tổ chức để mà mình đưa ra được cái chương trình nó phù hợp. Và cái việc quan trọng nhất là mình hướng đến con người, mình mong cái điều tốt cho cái đối tượng mà mình mong muốn hướng đến, thì mình sẽ mang được cái kết quả tốt cho business. Thì cái đấy nó sẽ giúp được cho mình cái việc là mình mang được cái kết quả, mình có thể quản được cái team L&D nó đúng và nó theo đúng cái định hướng cũng giống như đúng chiến lược. Tại vì cái đó là cái quan trọng đối với bên chị, tại vì rõ ràng là bên chị đang bị một cái ghép là L&D chưa thực sự hiểu được cái chiến lược của công ty. Đấy, cho nên là đâu đó nó sẽ có một cái ghép ở đấy. Và cái thứ nhì nữa là trong các khóa học thì mình đi qua được cái 10 cái learning, thì trong 10 cái leadership đó nó cũng support cho chị rất là nhiều thứ để mà chị nhìn ở một cái hướng khác, một cái view khác khác đi bình thường đó. Và mình cảm thấy là cái vai trò của người Andy khi mà mình đặt cái business lên hàng đầu thì mình thực hiện nó hoàn toàn rất là thú vị. Cái thứ ba nữa là chị rất là thích cái phần mà gap analysis. Khi mà các bạn training hay khi các bạn L&D mà đến với chị á, thì các bạn bring proposal thì chị rất là lăn tăn mỗi lần khi mà mình phải ngồi là mình review là cái gì là mình nên làm, cái gì không. Thì thật ra khi mà cái phần mà gap analysis á, chị rất là thích, là bởi vì mình có được cả cái việc là mình xác định được cái design của cái design performance cũng như là cái current như thế nào, và cái ghép của tổ chức ra làm sao, thì từ đó mình tìm ra được cái để mà mình kết nối. Và phía sau này thì mình sẽ thấy được là từ cái đấy thì mình có thể nhận diện được các bạn dễ dàng, và thông qua cái việc mà mình xác định được cái stakeholder thì mình sẽ chạm được đúng và chạm được gọi là đúng và nhanh và gọn hơn, như như là mang được cái ý nghĩa nhiều hơn. Thì đấy là những cái mà chị thấy là chị rất là benefit từ chương trình. Và có một cái quan trọng hơn hết là những cái request của Hạnh, mặc dù là không biết là mọi người có đọc không, nhưng mà những cái của Hạnh trên trên Facebook cũng như là trên Zalo thì nó là những cái giống như là remind lại chị, tại vì thực tế mà nói là trong cái giai đoạn này khi mà mình tham gia khóa học thì mình thực sự không có tập trung hết 100%. Cái đó là cái thú nhận thật, bởi vì nó trong cái tình Bối huống là cảnh. mình vừa phải làm vừa cái phải đối phó với Covid á, cho nên là nó thực sự không 100%, nhưng mà nhờ những cái bài recap đó thì nó giống như là nó remind lại và mình có cái cơ hội mình ôn lại bài, mình có cái cơ hội là mình review lại tối hôm qua mọi người nói cái này này, mọi người nói cái kia này, thì tự nhiên nó recording lại cho mình và nó nhắc mình nhớ nhiều hơn. Rồi, cảm ơn Hằng, cảm ơn cả mọi người. Thế tâm đắc và ấn tượng việc đầu tiên là xin được dành tới cô giáo Hạnh, vì lần đầu tiên được học cô Hạnh nhưng mà thấy đúng là phải từ là wow luôn, vì cái cách coaching của cô khiến cho mình có cái sự kích hoạt bản thân mình, có những cái từ thuật ngữ mình không hiểu rõ hết thì như mỗi lần cô coaching vào mình nghe lại thì code thì mình mới hiểu thêm. Thì đúng là quả thật là đây là một trong những cái phương pháp huấn luyện của cô quá tuyệt vời luôn. Thì đầu tiên đấy là một cái sự ấn tượng đặc biệt của mình với cô giáo. Cái ấn tượng thứ hai của mình và tâm đắc đó là những cái thuật ngữ để chuyển hóa có tính thực tiễn rất là cao. Đó là những cái mà mình đã từng làm ở trong công việc rồi nhưng mà mình không gọi tên được, mình không gọi tên được nó. Và khóa học này và cái cách thức khơi gợi kích hoạt của cô đã giúp cho mình gọi tên được những cái từ này ở trong, và mình lôi ra tất cả những cái gì là mình đã làm rồi mà mình không không định hình nó, không có hệ thống nó và không có công cụ nó, mà mình chỉ nói theo cái kiểu như là mình thấy như thế là đúng rồi, chứ còn chữ nó không hề có tính mang tính hệ thống. Thì đây là một cái thứ mình vô cùng tâm đắc và nó giúp cho mình rất rất nhiều trong công việc thời gian sắp tới. Và cái thứ ba cuối cùng là
mình ấn tượng về cái cách tổ chức của Edu Việt và cái phương pháp thực hiện về huấn luyện. Vì thế mà chắc chắn là trong thời gian tới mình sẽ cùng sẽ tiếp tục mong muốn được học tiếp ở một các cái khóa chuyên sâu hơn của CIPD mà vừa rồi Edu Việt có thông tin, và chắc chắn là mình sẽ tiếp tục học để được mở rộng thêm những cái kiến thức, những nền tảng kiến thức của mình về M&D. Và trong tháng tới chắc chắn là một cái kế hoạch mà nó gọi là kế hoạch khai phóng cuộc đời. bởi vì là trong thời gian từ tháng 6 thì bắt đầu mình có tiếp nhận một cái công việc mới liên quan đến M&D, và đây là một cái cơ hội tuyệt vời cho mình, và khóa học này đã giúp mình có cái sự tự tin hơn. Nó giống như là đang có một cái bộ giáp để mình tiếp quản một cái lĩnh vực mới trong một cái môi trường mới ở tháng 6 này, và chắc chắn rằng là mình cũng sẽ cần cái sự trợ giúp tiếp của cô Hạnh và sự đồng hành của Edu Việt để mình hoàn thành cái kế hoạch khai phóng cuộc đời này. Cảm ơn cô giáo và cảm ơn Edu Việt rất nhiều, và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn đến chị Phương Nga và chị Thủy, hai người gạo cội mà em mỗi một lần các chị có cái ý kiến là em phải lập tức là có cái bút, cái sổ, mặc dù em biết là có record nhưng em vẫn muốn là phải ghi lại và dành tặng cho hai chị một cái sự cảm ơn và sự biết ơn vô cùng với hai chị, bởi vì hai chị đã đưa ra những cái cây thực tế mà bản thân em thấy nó vô cùng là tuyệt vời ạ. Cảm ơn hai chị rất nhiều, cảm ơn cô giáo và cảm ơn các anh chị trong lớp. Điều đầu tiên thì xin cảm ơn cô giáo, cảm ơn tất cả các chị, các em về một cái thời gian mà chúng ta dành cho nhau cũng rất là nhiều nỗ lực mới sắp xếp được như thế này. Thì em thì nãy giờ thì mọi người cũng nói rất là nhiều về những cái điểm tâm đắc của mọi người rồi, thì thôi em gạch dần những cái gì mà bị lặp thì, đối với em, tức là em có những điểm chung như thế common. Thì điều đầu tiên thì em thấy tâm đắc là cái thời gian vừa qua thì đã thực sự cảm nhận được là như thế nào là một lớp học đảo ngược. Là trước giờ thì em cũng đã tìm hiểu thì cái xu hướng bây giờ có flip classroom, là lớp học đảo ngược, thì kết hợp với việc là trước khi đi học thì mọi người đều ra bài tập để nghiên cứu, để tư duy, rồi sau đấy đến lớp học thì cùng thảo luận, cùng giải quyết, cùng chia sẻ, bổ sung cho nhau như thế nào, thì cái hiệu quả nó sẽ rất là tốt. Thì trước giờ em khá là ngờ vực và em chưa hình dung được là một lớp học nào mình sẽ được tham gia nó sẽ thực sự nó xảy ra như thế. Thì ở đây thì Edu Việt và cô Hạnh đã cùng cả lớp đã cho em được cái cảm nhận là như thế là một lớp học flip classroom. Thì cái này nó cũng sẽ giúp cho em là trong thời gian tới khi mà tổ chức những cái lớp học cho, vì bây giờ bên em thì học viện Viettel thì cũng đang có một số hoạt động hợp tác đào tạo thì cho các trường ấy, cho các bạn sinh viên. Thì em sẽ bớt lo lắng về cái việc là mình sẽ là luôn luôn là cái người mà bring tất cả, đem tất cả các nội dung ra chia sẻ cho các bạn, mình có đủ hay không, hay là mình có thực tiễn hay không, thì em sẽ hành các bạn lên một chút trước khi đến lớp thì sẽ tốt hơn và mình cũng nhàn hơn ạ. Thì đấy, cái đầu tiên là về flipped classroom. Cái thứ hai là em tâm đắc đấy là cũng rất nhiều cái mà mình đã từng nghe qua nhưng mà mình chưa chỉ mặt đặt tên. Ví dụ như là non-L&D, L&D, một cái từ rất là đơn giản thôi nhưng mà mình nó gợi lên rất là nhiều thứ, nhiều cái mà mình suy ngẫm. Hoặc là những cái công cụ mà nó cũng rất là đơn giản nhưng mà nếu mà không có nó thì thực sự khi mà mình vào giải quyết một vấn đề trong thực tiễn thì sẽ khá là loay hoay, hoặc là mình sẽ có thể mình quá tự tin thì mình sẽ có một cái xu hướng là mình giải quyết theo cái bản năng và cái kinh nghiệm của mình. Thì đến khi mà tình huống nó thay đổi thì nó sẽ không tốt, hoặc là mình luôn luôn consistent, mình luôn luôn nhất quán với một cái kiểu của mình thì nó sẽ đâu đó nó sẽ không còn nhiều giá trị khi mà mọi thứ nó thay đổi. Cái điểm thứ ba mà em cũng thấy rất là tâm đắc đấy là cái quá trình mà chúng ta cùng nhau mà sharing ấy, cùng nhau bổ sung thì thực sự là có thể là chỉ từ một cái quan điểm rất nhỏ thôi, một người nêu ra thôi, nhưng mà khi đấy những người khác đưa thêm cái quan điểm vào, những cái comment vào, có những cái góc nhìn gọi là thậm chí là tranh luận thì chúng ta cũng học được rất nhiều, và thậm chí là cô giáo cũng chia sẻ là cô giáo cũng có được thêm rất nhiều giá trị từ chính những học viên của mình, đúng không ạ? Đầu tiên ấn tượng nhất là em được hình dung rõ về ngành L&D là như thế nào. Em thấy ngành rất là hay bởi vì cái mindset trước của em L&D là hơi bị động một chút, nhưng mà sau cái khóa này em có cái mindset khác là nó hoàn toàn có thể reshape cái strategy và có ảnh hưởng không hề nhỏ. Và ngoài ra thì
em thấy là em nghĩ ở một tờ giấy trắng ấy, và vào đây thì mọi người toàn những người cạo gội rất nhiều kinh nghiệm, và em được xét cái mindset ấy ngay từ sớm về những cái kiến thức rất là được cập nhật rất là mới mà lại còn chuẩn xác thực tế nữa, nên là nó như là một cái hành trang cho em cho thời gian sắp tới đi làm, để em có biết được là cái thực tế này nó khác với lý thuyết như nào và tác dụng như nào. Ngoài ra thì em thấy ấn tượng nhất là cái mô hình spin với cả learning roadmap, tức là những cái đấy trước giờ nó em chưa được biết là nó viết được ra những cái mà cụ thể từng bước nào để áp dụng được, thì ở đây em có cái công cụ rất là rõ ràng để có thể thực hành nó dễ dàng hơn, nó không bị nhầm lẫn mất thời gian nhiều. Và em thấy là mặc dù em chưa đi làm, em chưa áp dụng được cái công cụ này ở đâu, thì em đang nghĩ tại sao mình không áp dụng cho chính bản thân mình. Mình xây dựng một cái learning roadmap cho chính bản thân mình. Invest bao nhiêu content, borrow hay là create đánh giá, measure thì chắc là cũng không đủ, thì mình không bao giờ hài lòng với cái cho chính bản thân mình, invest cho chính bản thân mình được. Nhưng mà ít nhất là mình sẽ có cái hình dung là mình trở thành con người nào thì mình cần học cái gì, thiếu cái gì, tự đánh giá bản thân được. Và ngoài ra cuối cùng thì em cũng rất là ấn tượng với hình ảnh của cô giáo, cô Hạnh, bởi vì là cô kiểu inspiring về một hình tượng một người coach trong em, với cái energy cũng như là cái thiết kế bài giảng rất là tuyệt vời. Kiến thức, mọi thứ đều được update và được cập nhật rất là rõ ràng cho em. Em cảm ơn mọi người và tất cả các anh chị cũng tham gia trong này đã chia sẻ thật lòng về cái thực trạng thực tế của công ty mình.